2. Thế nào là ba hoa? Ấy là nói tạc vào người ta, bất kể họ có nghe hay không. Nói nhiều, nói quanh, tân bốc quá lố, thuyết phục dai, gợi ý dai, nói mê ly, nịnh hót, tán dốc, nói vuốt ve, nơi một người thiên về lợi, danh dự và tiếng tăm. Người có ác dục làm mồi cho dục. Đoạn 63. Thế nào là hiện tướng? Dấu hiệu ra dấu cho người, ám chỉ làm ám chỉ, nói bóng gió, nói dòng do, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Đoạn 64. Thế nào là chê bai? Là nhiếc móc, dèm pha, chê trách, nói mỉa, mỉa mai liên tục, nhạo báng liên tục, bôi nhọ liên tục, mách lẻo, cắn sau lưng, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Đoạn 65. Thế nào là lấy lợi cầu lợi? Cầu là tìm, kiếm chát, mưu cầu của cải bằng phương tiện của cải, như đem vật được chỗ này đi đến chỗ khác, vật được chỗ khác đem đến chỗ này, nơi một người thiên về lợi dưỡng. Xem VDH, đoạn 352, bài kinh số 3. Đoạn 66. Ý nghĩa đoạn kinh dẫn ở số 61 cần được hiểu như sau. Có ác dục là mong muốn chứng tỏ có những đức tính mà mình không thực có, làm mồi cho dục, bị dục vọng tấn công, bằng cách từ chối bốn vật dụng, bằng cách nói gián tiếp, bằng uy nghi, là ba cách lừa đảo được nêu lên trong Maha Nidesha. Đoạn 67. Một vị tỷ kheo được cúng dường y vân vân, và chính vì ham muốn những thứ ấy, ông lại từ chối do ác dục. Vị y biết cư sĩ tin tưởng, ông sẽ nghĩ: vị đại đức của chúng ta thật là thiểu dục, ngài nhất quyết không nhận vật gì. Thật là may mắn cho ta nếu ngài chịu nhận chỉ chút ít vật dụng, rồi họ tìm đủ cách đặt trước mặt vị ý những y thượng hạng nhân dân. Ông bèn nhận, vừa làm ra vẻ chỉ nhận vì lòng từ bi đối với họ. Đây là sự giả dối nơi vị tỷ kheo, để khiến cho cư sĩ sau đó mang từng xe bò lễ vật đến cúng. Đó là lừa đảo bằng cách từ chối. Đoạn 68. Trong Maha Nidesha nói: thế nào là lừa đảo bằng cách từ chối vật dụng? Ví dụ, cư sĩ mời tỷ kheo nhận y thực, sàng thọa, dược phẩm. Một người có ác dục là mồi cho dục, ham được y thực, sàng thọa, dược phẩm, nhưng lại từ chối vì muốn được nhiều hơn. Vị ấy bảo: một người sa môn khổ hạnh có cần gì đến những tấm y đắt giá, chỉ nên nhặt giả rách ở đống rác hay cửa tiệm mà làm y phục. Sa môn khổ hạnh cần gì đến thực phẩm đắt giá, chỉ nên khất thực để sống. Sa môn khổ hạnh cần gì đến giường đắt giá, chỉ nên sống dưới gốc cây hay ngoài trời. Sa môn khổ hạnh cần gì đến dược phẩm đắt tiền, chỉ nên chữa bệnh bằng nước tiểu. Bởi thế, vị ấy mặc y thô xấu, ăn đồ khất thực tồi, ở chỗ tồi, dùng thuốc tồi để trị bệnh. Các cư sĩ thấy vậy nghĩ: sa môn này ít muốn, biết đủ, sống diễm ly, độc cư, kinh tấn, thật là một người thuyết giảng về khổ hạnh. Rồi họ lại càng muốn cúng dường vị ấy y phục, thực phẩm, sàng tòa, dược phẩm. Vị ấy bèn nói: có ba điều kiện làm cho một vị thiện gia nam tử được nhiều công đức: lòng tin, sự bố thí và một người xứng đáng để nhận. Người có lòng lại có vật bố thí, và lại có ta ở đây, nếu ta không nhận thì người sẽ mất phước. Điều ấy không tốt, vậy thì ta sẽ nhận vì lòng thương tưởng đối với người. Cứ thế, vị ấy nhận thật nhiều y phục, thực phẩm, sàng tòa, dược phẩm. Đó là một hình thức lừa đảo vậy. Xem ND chương 1, đoạn 224, bài kinh số 5. Sàng tòa, dược phẩm. Đó là một hình thức lừa đảo vậy. Xem ND chương 1, đoạn 224, bài kinh số 5. Đoạn 69.
là sự giả dối nơi người có ác dục. Khi vị ấy nói cách này cách khác, làm cho người ta hiểu rằng mình đã đạt được pháp thượng nhân, tức siêu việt con người, đó gọi là lừa đảo bằng cách nói gián tiếp như đoạn kinh sau. Vì là ví dụ về lừa đảo bằng cách nói gián tiếp, một người có ác dục là mồi cho dục, mong được thắng phục mà nói những lời liên hệ đến thánh pháp. Vị ấy bảo, người đắp một cái y như vậy, lọc nước như vậy, chìa khóa như vậy, đai lưng như vậy, dép như vậy là một sa môn rất quan trọng. Hoặc bảo, người có một giáo thọ sư như vậy, y chỉ sư như vậy, đồng giáo thọ sư, đồng y chỉ sư, người có bạc như vậy, cộng sự duyên như vậy, thân thuộc như vậy, người ở trong một ngôi chùa như vậy, mái che như vậy, nhà như vậy, villa như vậy, hang, động, lều, trại, tháp canh, phòng lớn, giữa lúa, phòng hội như vậy, hoặc ở gốc cây như vậy là một nhà khổ hạnh rất quan trọng. Hoặc với nét mặt nhăn nhíu, ngư mô, xảo quyệt, làm điệu bộ thán phục, nói thao thao bất tuyệt, vì ấy thốt lên những lời sâu xa, bí mật, xỏ lá, tối nghĩa, lời siêu phàm rộng tuyết như. Sa môn ấy là một vị đã đạt đến những tịnh trú và có những thiền trú như vậy. Đấy gọi là nói gián tiếp. Xem ND chương 1, đoạn 226, bài kinh số 7. Đoạn 70 là sự giả dối nơi một người ác dục khi vị ấy làm những gián điệu cố ý để được thán phục. Như đoạn, thế nào là lừa đảo bằng uy nghi? Dĩ như một người có ác dục là mồi cho dục, muốn được khen nên là bộ tịch khi đi. Vị ấy bước đi có nghiên cứu, đứng có nghiên cứu, ngồi có nghiên cứu, nằm có nghiên cứu. Vị ấy bước đi là bộ như rất đăm chiêu, khi đứng, ngồi, nằm dường như rất tập trung quán tưởng. Vị ấy là người tọa thiền giữa công cận. Sự làm bộ sắp đặt phô trương uy nghi như thế được gọi là lừa đảo bằng uy nghi. Xem ND chương 1, đoạn 225, bài kinh số 6. Đoạn 71, kinh văn. Bằng cách từ chối bốn vật dụng, có nghĩa là dùng các phương tiện gọi là từ chối. Nói gián tiếp là nói gần với đề tài. Bằng uy nghi là đi đứng nằm ngồi. Đoạn 72, những lối nói ba qua. Đoạn 62 là nói tạc vào. Như khi vừa thấy người đi vào tinh xá bèn nói, đi đâu đó cư sĩ, mời tăng chúng thọ trai à? Nếu vậy thì cứ việc đi trước đi, tôi sẽ mang y bát đến sau, vân vân. Hoặc tự quảng cáo như sau, tôi là Thích Sa, vua rất tín nhiệm tôi, đại thần của vua, vân vân, rất tin cậy tôi. Kể lễ, nói nhiều, cũng tương tự. Khi được hỏi một điều gì, nói quanh là nói dòng do tam quốc, vì sợ cư sĩ bất mãn, sau khi đã tạo cơ hội cho họ phật ý. Tân bốc là nói ca tụng người ta, như ông ấy là một đại địa chủ, đại quyền chủ, đại thí chủ. Tân bốc liên tục, tân bốc quá lố là nói đủ cách để ca tụng người. Đoạn 73, thuyết phục là nói lời ràng buộc thì tay cũng già. Như nói, cư sĩ, trước kia các vị thường cúng trái cây vào giờ đó, tại sao bây giờ không cúng nữa? Nói thế nào để cuối cùng người kia phải nói, bạch đại đức, chúng con sẽ cúng lâu nay vì không có dịp, vân vân. Đấy là buộc ràng họ. Hoặc khi trông thấy một người tay cầm mía, vị tỷ kheo bèn hỏi, từ đâu về đấy, đạo hữu? Bạch đại đức, con ở ruộng mía về à? Mía ở đây có ngọt không nhỉ? Bạch đại đức, cần phải ăn vào mới biết được. Này cư sĩ, một tỷ kheo không được phép nói cho tôi mía. Nói như vậy tức là ràng buộc người ta, khiến họ phải cho. Đấy gọi là thuyết phục nhiều lần, dùng nhiều cách, gọi là thuyết phục dai dẳng, nói dai. Đoạn 74, gợi ý là ám chỉ, bằng cách nêu một trường hợp đặc biệt như, chỉ có gia đình đó là hiểu tôi thôi.
có gì họ chỉ cúng dường cho tôi. Hoặc như câu chuyện người bán dầu sau đây. Hai tỷ kheo đi vào làng, ngồi trong nhà đợi, thấy một cô gái, họ bèn gọi nàng lại. Rồi vị này hỏi vị kia, nàng này là con gái nhà ai thế? Hiền giả, nàng là con gái của người bán dầu, vẫn thường ủng hộ chúng ta đấy. Mỗi khi chúng tỷ kheo đi đến nhà mẹ nàng, bà thường cho bơ trong hũ, và cô này cũng cho bơ trong hũ như mẹ. Xem BM đoạn 46, đó gọi là gợi ý nhiều cách, nói mãi, thì gọi là gợi ý liên tục. Đoạn 75, nói lời mê ly là nói lời êm tai lặp đi lặp lại nhiều lần, bất kể đúng hay không, hợp pháp hay không. Nịnh hót là nói một cách hèn hạ, luôn luôn giữ thái độ kẻ dưới. Tán dóc là nói thật nhiều nhưng chỉ đúng một ít. Đoạn 76, nói vuốt ve như người ta vuốt ve dỗ về con nít. Đoạn 77, hiện tướng. Tướng là một dấu hiệu bằng thân hay lời, để làm người ta cho mình vật dụng. Ra hiệu là làm một dấu hiệu có ý hỏi, bạn có gì để ăn đấy, vân vân. Khi trông thấy người đang mang thức ăn, ám chỉ là nói xa gần tới vật cần dùng. Làm ám chỉ như khi thấy một tử bắt bê đi ngang, vị tỷ kheo hỏi, đấy là bê con của bò cái dắt sữa hay bò cái cho bơ? Bạch đại đức, bò cái dắt sữa. Vị tỷ kheo nói lại, không phải bò cái dắt sữa, vì nếu là bò cái dắt sữa thì các tỷ kheo đã có sữa mà uống, vân vân. Cốt làm cho đứa bé về thuật lại với cha mẹ để họ đem sữa đến cúng. Đoạn 78, nói bóng gió là nói gần đề tài, tỉ như câu chuyện về một tỷ kheo được một gia đình ủng hộ. Vì y muốn ăn nên đi vào nhà ý mà ngồi. Nữ chủ không muốn bố thí nên vừa trông thấy vị tỷ kheo, bà bảo ngay không có cơm. Đoạn đi sang nhà hàng xóm làm bộ đi lấy cơm. Vị tỷ kheo đi vào bếp nhìn quanh, thấy cây mía sau cánh cửa, đường đựng trong tô, sâu cá trong rổ, gạo trong chum và bơ trong hũ. Vị ấy trở ra ngồi. Khi nữ chủ trở lại, bà bảo vị tỷ kheo, tôi không kiếm được chút cơm nào cả. Vị tỷ kheo liền nói, này thí chủ, tôi đã thấy một điềm báo rằng hôm nay không dễ gì được đồ ăn khất thực. Đại đức nói sao? Tôi thấy một con rắn giống như cây mía ở trong góc đằng sau cánh cửa, đi tìm vật gì để ném nó, tôi gặp cục đá giống như cục đường trong tô. Khi tôi ném cục đất vào con rắn thì nó vươn ra một cái mồng trông như sâu cá ở trong rổ, và khi nó nhe răng để cắn cục đất, răng nó trông như những hạt gạo trong chum. Rồi nước bọt hòa lẫn ngọc rắn phun ra khỏi miệng nó, trong khi nó tức giận trông như bơ để trong hũ. Bà chủ nghĩ không dễ gì bịp kẻ bợm già, và buộc lòng phải biếu tỉ kheo cây mía nấu cơm cho ông và cho luôn cả các vật dụng kia. Đoạn 79, nói xa gần đề tài chính là nói bóng gió, nói dòng gió là nói xoay quanh đề tài. Đoạn 80, chi bay mạt sát gồm những cách như nhiếc móc là dùng 10 cách mắng nhiếc, đồ ăn trộm, đồ ngu, đồ điên, đồ lạc đà, đồ bò, đồ lừa, giống phạm giới, giống địa ngục, đồ súc sinh, đồ giống gì đâu. Dèm pha là nói lời khinh bỉ, chê trách là kể những lỗi lầm. Nói mỉa là khi một người nào không bố thí, vị ấy mỉa rằng thật là vua các thí chủ. Nói mỉa đủ cách, đưa ra những lý lẽ gọi là mỉa mai liên tục hoặc mỉa mai quá đáng, như nói về một người không bố thí, đó là một đại thí chủ. Nhạo báng là nói chế nhạo, như sống cái kiểu gì mà ăn hết cả thóc giống. Nhạo báng liên tục như bạo
Sao? Người ấy mà bạn nói không phải thí chủ, đối với ai y cũng cho một lời không có đấy chứ. Đoạn 81. Bôi nhọ là chỉ trích hạ giá người nào, bôi nhọ liên tục là chê bai đủ cách, mách lẻo là đem chuyện nhà này sang nhà khác, làng này sang làng khác, vùng này đến vùng khác, vì nghĩ như vậy chúng sẽ cúng cho ta, vì sợ ta đi nói chỗ này chỗ kia. Cắn sau lưng hay nói hai lưỡi là chỉ trích người nào sau lưng họ, sau khi đã nói tốt trước mặt, như cắn vào thịt sau lưng người ta khi họ không thấy được. Đó là thái độ của người không thể nhìn ngay trước mặt người. Tất cả các nói trên đây gọi là chê bai hay mạt sát, vì nó nạo hết, chùi hết những đức tính của người, hoặc vì đấy là sự mưu cầu lợi dưỡng bằng cách nghiền nát, tán nhỏ đức tính của người, như nghiền nát các loại hoa để mà lấy hương. Đoạn 82. Lấy lợi cầu lợi, cầu là săn đuổi. Được chỗ này, đoạn 65, là xin được ở nhà này. Chỗ khác là nhà khác, tìm là mong muốn, kiếm chác là săn đuổi một cách liên tục, như chuyện vị tỷ kheo đi khắp nơi, đem những vật đã xin bố thí cho trẻ con trong các gia đình, để cuối cùng được cúng sữa và cháo. Đoạn 83. Những ác pháp như cần hiểu là kể cả những việc nói trong kinh Phạm Võng. Trong khi một số sa môn, bà la môn dù đã dùng các món ăn do tính khí cúng, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng tay chân, kim tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, vân vân. Xem Trường, chương 1, đoạn 9. Đoạn 84. Tà mạng này do đó kéo theo sự vi phạm sáu học giới đã được chế liên hệ đến lối sinh sống. Nó còn kéo theo những ác pháp khởi đầu bằng lừa đảo, ba hoa, hiện tướng, chi bay, lấy lợi cầu lợi. Bởi vậy, chính cái việc tránh xa mọi thứ tà mạng mới được gọi là giới thanh tịnh sinh mạng. Cái mà chúng ta nhờ vào để sống gọi là sinh mạng. Đó là cái gì? Là nỗ lực để tìm kiếm những vật dụng. Thanh tịnh sinh mạng là làm sạch cách sống. Đoạn 85. Đi nhỏ. Giới liên hệ bốn vật dụng. Kim văn, chân cánh, giác sát. Vì tỷ kheo thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của bọ chét, ruồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự hổ thẹn. Chân chánh giác sát, vì y thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp, mà chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ như vậy ta sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Ta sẽ sống khỏe mạnh, không lỗi lầm và an ổn. Chân chánh giác sát, vì thọ dụng trú xứ chỉ để ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để tránh những nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư nhàn tịnh. Chân chánh giác sát, vì y thọ dụng nhu yếu về dược phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Xem Trung, chương 1, đoạn 10. Giải. Chân chánh giác sát là sự tác ý kể như một phương tiện và một con đường. Nó có nghĩa biết rõ, xét rõ. Đó là sự xét rõ như sau, để ngăn ngừa lạnh, vân vân. Đoạn 86. Y phục chỉ bất cứ loại nào kể từ áo lót, vì y thọ dụng mặc áo trong chỉ không ngoài mục đích. Mục đích của thiền giả khi thọ dụng y phục không ngoài những chuyện ngăn ngừa lạnh, vân vân. Ngăn ngừa lạnh, ngăn cái lạnh thuộc bất cứ loại nào, từ bên trong
do tứ đại xáo trộn, hay lạnh từ bên ngoài do thời tiết thay đổi. Ngăn ngừa nóng là hơi nóng của lửa do đám cháy rừng vân vân. Ngăn ngừa sự xúc chạm của bọ chét, ruồi, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Bọ chét là thứ ruồi muỗi hút máu thú vật. Gió có hai, gió có bụi và gió không bụi. Bò sát là những sinh vật dài như rắn vân vân di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Sự xúc chạm có hai, xúc chạm bằng cách bị chúng cắn và xúc chạm bằng cách bị chúng bò trên mình. Đoạn 88. Chỉ để che đậy sự hổ thẹn. Chỉ là nói một mục đích bất biến, vì che đậy sự hổ thẹn là mục đích có tính cách bất biến, còn các việc khác, ngăn ngừa vân vân, là những mục đích có tính cách giai đoạn của sự thọ dụng y phục. Sự hổ thẹn chỉ bộ phận sinh dục, vì khi một phần nào của bộ phận ấy lộ ra thì tâm tàm bị thương tổn. Bộ phận ấy gọi là sự hổ thẹn vì nó gây ra sự xáo trộn của tâm lý hổ thẹn, Tiri-kupana. Đoạn 89. Đồ ăn khất thực là đủ loại thức ăn, gọi là Vindapata, bỏ vào từng nắm, vì đồ ăn ấy được thả vào trong bình bát của tỷ kheo trong khi vị ấy đi xin ăn. Hoặc sự thả vào bát từng nắm, sự thu thập các của bố thí chỗ này chỗ nọ, không phải để vui đùa, không vì mục đích chơi đùa, như trai trẻ ở các làng xóm, không phải để đam mê, không vì mục đích say mê, như các võ sĩ say mê có sức mạnh hùng tính vân vân, không phải để trang sức, không với mục đích làm dáng, như thể nữ của vua, dâm nữ vân vân, muốn có chân tay tròn trịa, không để tự làm đẹp, không vì mục đích trang điểm, như các đào kép, diễn viên vũ công vân vân, muốn có làn da sáng sủa. Đoạn 90. Câu không để vui đùa được nói là để từ bỏ si tăng trưởng, không để đam mê là từ bỏ sân tăng trưởng, không phải để trang sức và làm đẹp là để từ bỏ tham tăng trưởng, và hai câu đầu là để ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho chính bản thân, còn câu thứ ba là ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho người khác. Đoạn 91. Thân này, cái xác thân gồm bốn loại. Để được sống lâu là để tiếp tục sống, được bảo dưỡng là để khỏi gián đoạn mạng sống. Vì sử dụng đồ ăn khất thực vì mục đích duy trì tiếp tục thân xác, như chủ nhân một ngôi nhà cũ sử dụng những cột chống đỡ mái nhà, như người đánh xe dùng dầu mỡ cho trục xe, không phải để vui đùa, trang sức, đam mê, làm bộ. Hơn nữa, sống lâu là chỉ mạng căn. Vậy, câu để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng có nghĩa là vì mục đích duy trì mạng căn trong thân xác này. Đoạn 92. Để khỏi bị tổn hại. Cơn đói được gọi là tổn hại vì nó làm sầu não. Vì vậy, dùng đồ ăn khất thực vì mục đích chấm dứt cái hại ấy, như thoa dầu lên vết thương, lấy nóng chống lạnh vân vân, để hộ trì phạm hạnh vì mục đích hỗ trợ cho sự sống trong sạch ở trong giáo lý và trong đạo lộ. Bởi vì khi vị tỷ kheo dấn mình vào việc vượt qua sa mạc sinh tử bằng phương tiện ba môn học dựa trên sức khỏe thân xác, mà điều kiện cần thiết chính là thức ăn, thì việc sử dụng thức ăn cũng giống như người muốn qua sa mạc phải ăn thịt con mình, hoặc như người muốn qua sông dùng bè, vượt biển dùng tàu vậy. Đoạn 93. Như thế này ta sẽ diệt trừ những cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Như người bệnh dùng thuốc, vị tỷ kheo dùng đồ ăn khất thực nghĩ, do dùng thức ăn này ta sẽ chấm dứt cảm thọ cũ là cơn đói, mà không cho khởi cảm thọ mới là tham thực. Lại nữa, cảm thọ cũ là cảm thọ do duyên những nghiệp trước
bây giờ khởi lên vì ăn uống không điều độ, không thích hợp, ta sẽ chấm dứt cảm thọ cũ ấy, chặn đứng nó bằng cách ăn uống điều độ thích hợp. Và các cảm thọ mới là cảm thọ sẽ khởi lên trong tương lai, do sự tích lũy nghiệp hiện tại là sử dụng đồ thất thực một cách không thích đáng. Ta cũng sẽ không cho khởi lên các cảm thọ mới ấy bằng cách dùng đồ thất thực cho thích đáng. Những gì trình bày trên đây bao hàm việc sử dụng chánh đáng những vật cần thiết, từ bỏ ép sát khổ hạnh nhưng không bỏ lạc thọ hợp pháp. Đoạn 94. Ta sẽ sống khỏe mạnh. Trong thân này được tồn tại nhờ những vật dụng, ta sẽ có sức khỏe do ăn uống điều độ. Sức khỏe y được gọi là sự dai sức, vì sẽ không có mối nguy làm dứt mạng căn hay ngăn cản bốn uy nghi. Giá soát như vậy, vị tỷ kheo dùng đồ khất thực như người mắc bệnh kim niên dùng thuốc, sống không lỗi, an ổn. Vị y dùng đồ khất thực nghĩ, ta sẽ có được sự không lỗi bằng cách tránh sinh, nhận và ăn một cách không thích đáng, và ta sẽ sống an ổn bằng cách ăn uống điều độ. Hoặc vị ấy nghĩ, ta sẽ được sự không lỗi nhờ không có mặt những lỗi lầm như chán mệt, lừ đừ, buồn ngủ, bị người trí chê trách, vân vân, do duyên ăn uống vô độ gây ra. Và ta sẽ có sự sống an ổn nhờ sức khỏe, do duyên ăn thiết độ. Hoặc vị ấy thọ dụng đồ khất thực nghĩ rằng, ta sẽ được sự không lỗi nhờ từ bỏ những lạc thú nằm dài lừ đừ biếng nhác vì đã không ăn quá độ. Và ta sẽ có một đời sống an ổn bằng cách chế ngự bốn uy nghi nhờ ăn giảm mức tối đa chừng 4-5 miếng. Vì có câu ăn còn 4-5 miếng thì nên dừng uống nước. Như vậy người tinh cần sẽ sống được an ổn. 983 trong Trưởng Lão Kệ. Những gì được nói trên đây có thể hiểu là sự phân biệt rõ mục đích và thực hành trung đạo. Đoạn 95. Chú xứ. Đây là cái giường và chỗ ngồi. Vì bất cứ chỗ nào ta ngủ, dù trong một ngôi chùa hay một cái chòi dựa vách vân vân, thì đó là cái giường, chỗ ngủ. Và bất cứ chỗ nào ta ngồi thì đó là chỗ ngồi hay tòa. Cả hai là sàn tòa hay trú xứ. Chỉ để tránh những nguy hiểm của thời tiết và sóng độc cư. Thời tiết trong nghĩa gây nguy hiểm gọi là nguy hiểm của thời tiết. Những tình trạng khí hậu không thích hợp làm thân xác rối loạn, kéo theo sự rối loạn của tâm, có thể tránh được nhờ sử dụng trú xứ. Trú xứ cố để tránh những khổ này và để hưởng độc cư. Dĩ nhiên, sự tránh nguy hiểm của thời tiết còn được nói trong câu ngăn ngừa lạnh vân vân. Nhưng cũng như trong trường hợp dùng y phục, sự che đậy hổ thẹn được xem là mục đích bất biến, còn những mục đích khác đều có tính cách giai đoạn. Ở đây cũng vậy, nhắc lại cố để nhấn mạnh mục đích bất biến là tránh nguy hiểm của thời tiết, còn những mục đích khác chỉ là giai đoạn. Lại nữa, thời tiết chỉ khí hậu, còn nguy hiểm thì có hai loại, rõ rệt và tiềm ẩn. Nguy hiểm rõ rệt là sư tử, cọp, beo, vân vân, trong khi nguy hiểm tiềm ẩn là tham sân si, vân vân. Khi một tỷ kheo biết và giám sát như vậy, trong khi dùng loại trú xứ nào để những nguy hiểm ấy không gây đau buồn, do căn môn không phòng hộ và do thấy những sát pháp không thích đáng, thì vị ấy được gọi là có chân chánh giác sát, sử dụng trú xứ để tránh những nguy hiểm của thời tiết. Đoạn 96. Nhu yếu về dược phẩm trị bệnh. Trị có nghĩa là đi ngược lại với bệnh tật. Chỉ bất cứ loại thuốc nào thích hợp để chữa lành, dầu, mật, sữa, bơ, vân vân, gọi là dược phẩm trị bệnh. Danh từ Bali là Parikara, dịch là nhu yếu ở đây. Nhưng ở đoạn khác, nó có nghĩa là đồ trang bị, phụ tùng. Ở đây cả hai ý nghĩa đều dùng được, vì dược phẩm trị bệnh là đồ trang bị để duy trì sự sống
Nó che chở ta bằng cách ngăn ngừa các khổ não có hại sự sống. Đồng thời, nó là đồ phụ tùng, vì là vật để kéo dài mạng sống, do vậy gọi là nhu yếu. Đoạn 97. Ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh. Thống khổ là sự xáo trộn tứ đại, và những bệnh do sự xáo trộn ấy gây ra như u nhọt, phung, vân vân. Cảm thọ thống khổ là những cảm giác đau đớn, những cảm giác phát sinh do bất thiện nghiệp. Để được ly khổ hoàn toàn, để hoàn toàn thoát khỏi các khổ, trên đây là giải thích ý nghĩa của giới liên hệ đến vật dụng. Nói tóm lại, đặc tính của nó là dùng vật sau khi chân chánh giác sát. Đoạn 98. A nhỏ, trong giới gồm bốn phần này, sự chế ngự của giới bổn được thọ trì do lòng tin. Vì sự tuyên thuyết những học giới không thuộc lãnh vực của các đệ tử, bằng chứng là Đức Phật từ chối không cho phép các đệ tử chế ra học giới. Xem VIN chương 3 đoạn 9-10. Khi đã vì lòng tin mà thọ lãnh những học giới Phật chế, thì ta phải viên mãn học giới ý, bất kể sinh mạng. Như kim nói, như gà mái giữ trứng, như trâu mau giữ đuôi, như người giữ con cưng, hay một mắt còn lại. Cũng vậy, khi đã nguyện hộ trì các tấm giới, để luôn luôn cẩn thận và biết sợ phạm giới. Đức Phật còn dạy thêm, khi ta đã tuyên bố một học giới cho các đệ tử ta không được vượt qua học giới ấy, dù có phải mất mạng. Xem A lớn chương 4 đoạn 201. Đoạn 99. Câu chuyện những vị trưởng lão bị giặc trói bằng dây cỏ được kể như sau. Trong rừng Mahavatani, bọn cướp trói nằm một vị thượng tọa dưới một thứ cây leo màu đen. Trong 7 ngày nằm đấy, ngài tăng trưởng tuệ quán, chứng quả bất hoàng, từ trần và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Ở Thích Lan, một trưởng lão cũng bị giặc trói nằm bằng cây leo trong một khu rừng. Khi rừng phát quả mà cây leo chưa được cắt, ngài an lập trong tuệ và đạt niết bàn ngay khi mất. Khi trưởng lão Abhaya giảng sư trường bộ đi qua đây cùng với 500 tỷ kheo, trông thấy sự việc quả tán nhục thân ngài và xây tháp thờ. Bởi thế, các vị thiện gia nam tử đời sau cũng nên noi gương ý, giữ các học giới thật.